anh em như chính mình thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu. Điều răn thứ nhất là điều trọng hơn hết, dành ưu tiên cho một mình Thiên Chúa, chọn cả tâm lòng và chọn cả cuộc đời. Trong tình yêu Chúa ta yêu mọi người như ta yêu mến Chúa, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu anh em như chính mình thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu. Tình yêu mến Chúa kêu mọi người vươn lên, một tình yêu luôn hòa nhịp với Chúa, cùng bước theo Ngài và cùng sống như Ngài, thì hành đức ai khiếm nhu phục vụ tha nhân. Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu anh em như chính mình thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu. Tình yêu mến Chúa tình luyện con hôm mai, để lòng con không ngần ngại cay đắng. Tình mến yêu nào mà chẳng có cơ cầu, để rồi hạnh phúc đơm hoa đẹp màu ngàn sâu. Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu anh em như chính mình thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu.